Bà Xã Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sách toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bà Xã Đức Huy đang có mặt ở chợ cây Đông Anh. Kính thưa quý vị, có rất đông các quý khách về đây tham quan, mua cây, rồi chiêm ngưỡng cây. Bà Xã Đức Huy sẽ đi một vòng khu gian hàng thương mại cho quý vị yêu cây được chiêm ngưỡng và được tham khảo những tác phẩm, những phôi ở đây. Mình nhìn thấy bạt ngàn, nhiều lắm quý vị ạ. Em chào các anh nhé. Chào anh Thèm, rồi chào anh Vinh. Chào các anh. Anh chia sẻ một chút cái không khí chợ cây ngày khai mạc này, anh thấy từ sáng giờ anh thấy đông vui không anh? Hội triển lãm Đông Anh này là rất đông vui, từ sáng giờ rất tấp nập. Hai nữa là tụ hội ở đây là rất nhiều cái phôi quý. Dạ. Nên anh em là có quyền để lựa chọn nhiều cái phôi quý để về mình chinh phục tiếp. Cái số cây này là số cây của ai đây? Số cây này là số cây của anh. À, của anh à? Ừ. Quý vị ơi, quý vị nhìn cây của anh Đàm Thèm. Anh ấy cốt này phê quá nhỉ. Cốt xì này. Cây cảnh nó quá kỳ kinh. Quý vị ơi, cốt xì này form dáng sau cực kỳ đẹp. Cốt này chỉ cần bây giờ còn có mỗi ngọn thôi. Mỗi tay và mỗi mỗi một cái tay và ngọn nữa. Mình nhìn thấy này. Ấn tượng lắm quý vị ạ. Tuổi thì quá già. Tuổi độ chất thì miễn bàn rồi. Chất xì 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 búp đỏ đúng không? Đây của anh Đàm Thèm. Rất nhiều quý vị ạ. Cái này thì cao khoảng độ song xuôi chắc cao khoảng 55 phân. Đây là của anh này. Một trong những cái phôi hơi ngược sáng. Có sai đúng khi sẽ lựa. Cái số điện thoại của anh Đàm Thèm bao nhiêu nhỉ anh Thèm nhỉ? 0912 428 875. Quý vị cứ xem rồi quý vị thích quý vị cứ điện trực tiếp cho anh Đàm Thèm quý vị nhé. Sao đâu, hôm nay mới có thời gian đi một vòng hàng chợ cho quý vị. Quý vị sẽ xem những cái đồ chất ở đây. Đồ chất ở đây rất nhiều. Hàng chợ thôi nhưng mà tụ hội rất nhiều các cái đồ quý. Vâng. Và mọi người cũng đưa ra những cái mức giá hợp lý. Diễn của nó huyền. Một cây sinh trong huyền quý vị nhé. Sau đây cây này diễn ra là một cây huyền rất là nghệ thuật. Cây huyền này sau làm sẽ rất là điệu. Vì ngắm một chút. Đây là một cái khu thương mại tại Đông Anh của bạn Hiển. Chào Hiển nhé. Chào bạn nhé. Bạn Huy. Bán được nhiều chưa bạn? Tôi cũng bán được mấy cái nhỏ nhỏ. Quý vị xem và chiêm ngưỡng. Túc đây. Túc rồi đã xanh này. Chào bạn. Chào anh. Chào anh Tiến Mai. Thưa quý vị, những cái phôi của bạn ấy. Phôi này gấu quá nhỉ. Xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Và còn xi nữa quý vị này. Quay rất nhiều. Phôi này. Phôi này phôi quái. Quái cây. Phôi ấn tượng của bạn. Số điện thoại của bạn bao nhiêu? Bạn đọc luôn cho quý vị. 0985 004166. À, ok bạn. Quý vị thích kia cây nào thì quý vị điện cho một bạn Hiền. Một số nữa thì trong kia website đây. Quý vị ngắm cái phôi. Đây là cái cây rất già quý vị nhé. Một cái cổ rất già các anh ấy đang thu lại. Chào
cần sớm đấy. Một cây bonsai. Cây này có chiều cao chưa đầy 40 phân. Đây là cái khu hàng của anh Vinh. Chút nữa bonsai đó thì sẽ gặp anh Vinh. Chúng ta sẽ ngắm một số đồ của anh Vinh. Góc máy bonsai thì phải lựa hơi ngược sáng. Ngược sáng thì rất là khó nhìn, khó xem. Ta ngắm phôi sung. Anh em chào anh nhé. Và chào anh Vinh. Anh Vinh ơi. Chào anh. Các anh bán được nhiều chưa? Mình cũng giao đi được một số tác phẩm rồi. Ok, thế tốt rồi. Cứ có giao lưu thì chứng tỏ là chợ sôi động rồi quý vị. Sung rồi quý vị đây. Nó hơi ngửa cho mới nâng lên này. Nó về hơi về sau quá, mới đẩy lên. Cái cổ đấy. Một đây là một bộ anh Vinh ơi. Ba cây cổ. Một bộ ba cây cổ. Của anh em vườn mấy anh em cùng một chỗ. Các anh Tú dâu Xuân Trường. Anh Tú ở Xuân Trường đúng không? Một số tác phẩm cây cổ để cây ở gian hàng giao lưu bên nhà vui. Đây là cây này của anh Tú à? Thế số điện thoại của anh Vinh anh Tú bao nhiêu nhỉ? Điện thoại nào liên lạc? Số điện thoại của anh hay của anh Tú? Mình mua sai là 0926 56 66 76. Dạ ok anh. Cảm ơn các anh. Yêu mến Đức Huy, qua Đức Huy anh mình giao lưu qua Đức Huy anh mình kết nối đam mê. Các bạn có thể xem video của Đức Huy thì có yêu thích tác phẩm nào của nhà vườn Vinh Bonsai cùng anh em Tú Dâu Xuân Trường hoặc là Ninh Mạnh Tìm Thái Bình thì liên hệ với mình, liên lạc với anh Vinh đọc cho các bạn. Vâng ạ. Chúng ta sẽ đến một cây trực hoành. Cây này cũng tương đối xong rồi này. Này gần như là chơi được rồi anh này. Dạ. Yeah. Cây cao khoảng 60 phân. Chúng ta sẽ đi vào trong một chút quý vị nhé. Ok. Em đi sẽ ngắm những cái đồ chất mà sản phẩm Huy sẽ chia sẻ với quý vị. Đôi tán tầng khủng khiếp quý vị ạ. Vị ơi, tán tầng khủng khiếp. Rất là đẹp này. Ôi trời ơi. Này là đang này có dự kiến là đặt tên là mã đáo thành công ấy. Mã đáo thành công, cây của anh à? Cây của anh Nhưng Đặng Kim ở Thái Bình. Anh đang có ý tưởng là anh làm là hình tượng là mã đáo thành công. Mã đáo thành công. Đúng không? Bên này có một số cây của nhà vườn Tú Dâu Xuân Trường. Vâng. Tú ơi. Cây này cũng già lắm này. Bởi vì cây cốt chậu già lắm này. Tán tầng khủng khiếp quý vị ơi. Nhìn thấy tán tầng. Quá khủng khiếp. Hôm nay ra khu hàng chợ quay cho anh em. Anh em chào anh nhá. Hôm nay mới có thời gian ra hàng chợ. Cây này là của anh Trọng quý vị nhá. Mình có một số cây mai. Mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Rồi dòng gì nữa đây? Sam hương à anh? Sam hương. Anh ấy lại không nhiều xanh si. Lần này mang mấy cái mai chơi Tết. Rất nhiều mai. Cả những cây nhiều tiền và những cây ít ít tiền cũng có này. Cây này cây gì anh?
Cây này là cây Ozo. Ozo đúng không? Phong cách nước ngoài. À, Ozo. Số điện thoại của anh Trọng bao nhiêu anh? Số điện thoại của mình là 03666 13996. À, ok anh. Anh em nào có nhu cầu về thì quý vị nhìn cây nào quý vị thích thì quý vị liên lạc với anh Trọng quý vị nhé. Liên lạc để được giao lưu với anh Trọng. Chúng tôi ngắm một số những cái cây ở trong khu trong một chút. Cây si quý vị ơi. Si búp đỏ. Và sau đó Huy sẽ thay quý vị đi đi chợ, đi thăm cây, đi tìm cây. Và đang dừng chân ở cái quầy hàng của bạn Trung. Chào bạn nhé. Chào bạn Đức Huy nhé. Chào bạn, bạn bán được nhiều chưa bạn? Từ sáng giờ mình bán được mấy tác phẩm rồi. À, bán được mấy tác phẩm, thì bán tốt quá nhỉ. Chợ này cũng đông, mua nhiều. Ngày khai mạc quý vị nhé, ngày khai mạc chợ mọi người chia sẻ là rất đông. Chúng ta đến với một số những cái phôi của bạn Trung đang bày bán ở đây. Si rồi xanh khá nhiều. Bạn ấy bán và hiện nay còn ở đây. Còn một số ở đây, mình nhìn thấy đây. Bạn ấy chia sẻ là mặt ngoài đẹp hơn. Số điện thoại của Trung bao nhiêu Trung ơi? Số điện thoại của mình là 0917 513 145. Ok bạn. Quý vị cứ liên lạc trực tiếp với chủ nhân của những cái phôi, những cái tác phẩm ở đây quý vị nhé. Chúng ta sẽ di chuyển đi tiếp. Tiết để hơi ngược sáng một chút cái góc máy. Cây này đẹp quá, chất quá quý vị. Cái đồ này đẹp quá này. Và không những ở dưới chợ thì còn những cái chiếc xe tải cũng chở những cái cây đến đây. Xe tải di động. Chào bạn nhá. Chào anh nhá. Đây xe cây của anh à? Vâng. Anh là ở đâu anh? Mình nhà vườn ở Khoái Châu. À, anh ở Khoái Châu. Khoái Châu Hưng Yên đúng không? Vâng. Có cái chiếc xe tải này đi cũng tiện đúng không? Nó cũng hợp lý. Rất tiện này quý vị này. Trong này là khoảng trên dung dưới chục cây. Nay chợ này mai chợ khác, rất là tiện. Ờ, chào thanh niên. Ờ, chào cháu. Cháu ở đâu nhỉ? Cháu Hưng Yên thưa. À, Hưng Yên. Vâng. Nhiều cây bonsai đẹp đấy. Cây này đẹp quá này. Cây này thì có nhiều tiền không? Cũng vừa vừa thôi nhá. À, vừa vừa. Hai cần thì có thể liên lạc qua điện thoại. À, điện thoại. Số thoại số điện thoại của cháu bao nhiêu? 0966 625 686. À, 625 686. Cái này đồ chất của bạn này.
gần được chơi rồi quý vị ạ, gần hoàn thiện rồi. Còn một chút nữa thôi, mình muốn răm dày thôi. Nhưng về cơ bản thì đã đầy đủ hết rồi. Quý vị ơi, đồ thế này mà quý vị này. Khá già của bạn ấy, phôi nhưng mà khá già. Trực hoành. Này cũng già. Form cây sau này cũng diễn cũng đẹp. Quý vị nhìn thấy không khí chợ cây Đông Anh quý vị nhé, không khí chợ cây Đông Anh. Chào anh em. Chào các anh nhá. Chào anh em. Chào. Xã Đức Huy đang dừng chân ở một cái gian hàng của các em ở Hưng Yên. Nhà vườn Kiên Phạm. Nhà vườn Kiên Phạm quý vị nhá. Anh chào em nhá. Em chào anh ạ. Đây nhà vườn Kiên Phạm đây quý vị ạ. Đây chính là cái nhà vườn mà sở hữu một siêu phôi mua từ Campuchia về. Chính là nhà vườn của em Kiên. Chúng ta đến với một cây xanh quê cổ. Cây xanh quê già khủng khiếp. Thả nước. Rất lâu rồi mà có cái bộ bệ chảy như nham thạch rồi. Quý vị sẽ ngắm tiếp, cây hoàn thiện cũng có mà phôi cũng rất nhiều. Và đa số đều hoàn thiện là nhiều quý vị ạ. Ở đây đa số hoàn thiện. Đây một đôi em nhỉ? Vâng, một đôi đây ạ. Như hai giọt nước luôn. Giống nhau như hai giọt nước đúng không? Đây quý vị này, một cây nữa. Rất già. Ánh sáng có hơi ngược sáng này, mong quý vị thông cảm nhé. Buổi chiều tối có cái nắng xiên. Hơi chiều rồi đâm vào. Có một sẽ có cái chút góc máy có cái nắng xiên. Cái này điền chứ em nhỉ? Điền đấy nhỉ. Điền xịn luôn đấy. Thần nhũn quá nhỉ. Điền ca giả hè luôn. Phía trong cũng một cây hoàn thiện nữa. Và phía trong này là xanh quê. Lại xanh quê. Lại cây thả nước. Một cái size tầm trung. Một cái size này cao khoảng 60 phân, 55-60 phân. Cây trực hoành. Chúng ta sẽ ngắm một số những cái đồ chất ở đây. Quý vị đồ chất cứ tưởng triển lãm cơ. Mình nhìn thấy khu này rất nhiều cây chất. Cây đẹp quá quý vị này. Bộ khung đã cơ bản có rồi. Cái song thụ đẹp quá. Khá nhiều cây đẹp. Xã Đức Huy lạc vào một cái khu này đồ chất quá. Cái này chắc quý vị rất là thích. Yeah.
Sa Đéc Phi sẽ dạo một vòng cho quý vị yêu cây, được cảm nhận không khí ở chợ cây một buổi chiều ngày khai mạc. Những gương mặt thân quen. Chào các anh nhé. Chào anh Thành, chào anh Hoạt. À, chào phu nhân anh Thành. Chào tất cả. Vâng, trân trọng mời các anh nhá. Bây giờ thì em phải đi một vòng hàng chợ một chút. Vâng. Bây giờ một cây xanh Nam Điền cực kỳ già quý vị ơi. Đây là cái rễ cây của anh Hoạt. Và anh Hoạt thì trước hôm triển lãm cũng đã giao dịch một đôi trực cho các anh ở Thái Bình, cũng giá trị tiền tỷ quý vị ạ. Một đôi trực rất quý. Và chúng ta sẽ xem và chiêm ngưỡng những cây hoàn thiện và phôi quý của anh Hoạt. Cây ruối và phía sau là những cái phôi chất của vị ơi. Nhiều đồ chất lắm. Mà một cây lộc vừng khủng. Cây lộc vừng rất là dài. Quý vị hãy về với Đông Anh, về tham quan triển lãm Đông Anh và ghé qua gian hàng thương mại. Và cuối năm này thì cây cũng hợp lý, rất hợp lý. Giá cây cũng tùy theo cảm nhận quý vị, nhưng mà theo những cảm nhận của Sa Đéc Phi thì cây cũng hợp lý thôi, rất là hợp lý. Quý vị Sa Đéc Phi nhìn thấy một cây trực độ già khủng khiếp quý vị ạ, quá khủng khiếp. Cây của bên anh Hoạt, anh Hoạt Hói, anh hôm giờ anh bán một đôi trực rồi, lại xuất hiện một cây trực ấn tượng nữa. Ta vào trong ngắm một chút. Mỗi người sẽ một cái form, mỗi người một cái sở thích. Chúng ta sẽ ra chợ, chúng ta sẽ tìm những cái cây hợp chúng ta, chinh phục được, tạo tác được để về chúng ta chinh phục tiếp. Và khu này thì cũng có rất nhiều những cái cây, kể cả hoàn thiện chúng ta chỉ việc chơi cũng có rất nhiều. Mình sẽ đi tiếp tục rảo bước để tìm những cây tiềm năng, những cây quý tiếp theo. Bạt ngàn cây quý vị ạ. Thương mại năm nay thì không thể bằng năm ngoái được, nhưng bấy nhiêu này cũng rất là quá nhiều rồi. Bị ngắm tiếp. Nhiều cây quá phải quý vị.
Chào anh Tiến May nhá. Chào bonsai Đức Vi. Chào anh. Đấy anh mới có hai tác phẩm mới đấy, nhìn được không? Đồ của anh Tiến May quý vị ơi. Nhà hương vườn Tiến May đây, số điện thoại đây quý vị. Hai cây đấy mới mua à? Mua cả hai cây. Cây cỏ đấy. Nam Điền đấy, thả nước mới cho đất vào hôm qua. Mới già trắng toát thôi quý vị ạ. Già phôi quý vị ơi. Một cây xong này của anh. Cái này cho cái bể này đẹp. Cái này vừa rồi anh lại thay bể rồi phải không? Đúng rồi, mình thay bể. À, thay gọn vào đúng không? Anh em cứ bảo là cây này anh chỉ đặt là ngai vàng thôi chứ không 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 thể đặt là bến nước. À. Vì nó giống ngai vàng. Cây này cũng đẹp, cây kia cũng đẹp. Đẹp, tiềm năng rất nhiều. Làm trong lối giống anh hai cái tay bên cạnh trong lối giống anh hai thì là ngang. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa đi một vòng chia sẻ cho quý vị ngắm chợ cây Đông Anh. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.